Tôi là Thùy, một cô gái rất bình thường trong hàng triệu cô gái bình thường trên toàn thế giới. Tôi cũng giống như mọi người, cũng có một thời điểm nhất định để trưởng thành. Và đối với bản thân tôi đã chọn thời điểm hiện tại. Đó là khi tôi bắt đầu quãng đời sinh viên. Khi đó tôi có đủ bản lĩnh, đủ tự do và có thể làm những điều mình thích. Đối với tôi, khoảng thời gian sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chính bản thân mình. Sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao. Qua rồi một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối. Giữa thanh tàng bầu trời, nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ. Đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì. Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không. Đây cũng là cái nội dung quan trọng của họ hôm nay, đó chính là bán hàng đa cấp. Thì khóa cũ thì đã nghe nhiều rồi, thì không biết là khóa mới các em là có nghe những cái vấn đề này chưa. Thì cái bán hàng đa cấp giống như là thường thường là tân sinh viên mới lên sẽ gặp nhiều hơn tụi chị giống như là lâu rồi nó không có vụ được nữa, còn có nhiều khi còn vụ ngược với nó nữa. Có nghĩa là gì đây nè, bán hàng đa cấp đó, chứ em muốn nói với em là thực chất cái bản chất của nó là nó không có sống, nó kiếm được cái nhiều lợi nhuận về đằng khác. Phải nhớ là cái bản chất nó không sống nha, nhưng mà khi nó đã du nhập Việt Nam rồi, một số người ta lợi dụng cái vấn đề này, người ta làm nó bị biến chất, người ta làm cho nó trở nên bị biến chất và nó xấu theo, chứ thực ra cái bản chất của nó là không có xấu. Thì thường thường là cái bán hàng đa cấp là tao sẽ đi, sẽ gặp một số trường hợp như thế nào. Mình lên đâu có biết gì đâu, cái đi vòng vòng ví dụ như trung tâm học liệu này kia rồi ngồi cái đá này kia là sẽ có một số người lại làm quen, thì cũng hỏi là em tên gì, rồi em quê ở đâu. Ví dụ như em nói em quê Cà Mau phải không, thì người ta xét là Cà Mau là có phải là cái vùng nổi tiếng về tôm cá này không. Người ta sẽ nói những cái đặc điểm mà để cho tạo ra cái cảm giác gần gũi với tụi cưng đó. Và sau đó khi mà tụi cưng đã tin tưởng rồi phải không, thì người ta sẽ dần dần người ta tiến sâu thêm nữa, là người ta sẽ hỏi là thì cưng học ngành gì chẳng hạn. Rồi sau đó cái mục tiêu cuối cùng của người ta là xin được cái số điện thoại của cưng, xin được số điện thoại. Dụ người ta sẽ nói là em có thể cho anh chị hoặc là gì đó, tôi xin số điện thoại để rồi có gì á thì mình về mình ngủ uống đi trà sữa đi cà phê này kia các kiểu gì đó. Rồi có số điện thoại rồi sau khi về thì cũng nhắn tin gì hoài luôn ha. Thì đó là một cái số mà cái biểu hiện cũng như là cái dấu hiệu của cái những người mà bán hàng đa cấp á. Nhưng mà mình cho vậy thì người ta liên lạc thì mình cũng hạn chế trả lời thôi, hoặc là trả lời một cách khôn khéo gì đó. Giá là được rồi. Có một cái trường hợp mà chị muốn nói là khi mà người ta rủ cưng đi đâu đó, đi uống trà sữa hoặc là đi đâu đó thì tuyệt đối không nên đi. Hoặc là nếu như trường hợp bắt buộc ép buộc, cái trường hợp mà bất khả kháng quá, mình không thể từ chối được á, thì mình nên rủ bạn bè mình đi chung. Thì ra đó thì người ta nói gì người ta nói, mình bỏ người ta hết, mình không nghe gì hết, mình chỉ nói chung là chỉ cho qua vậy thôi. Và cái trường hợp thứ hai là khi mà người ta hỏi cưng là có muốn học kỹ năng mềm hay không á, thì cưng tuyệt đối là không nên đi học những cái chuyện không đi học những cái đó. Hoặc là người ta đưa cho cưng một cái miếng phiếu, người ta kêu cưng điền thông tin những chỗ, tuyệt đối cưng không được điền cái gì hết. Có thể là người ta sẽ lấy cái thông tin của mình, người ta sẽ làm cái chuyện đó mình đâu biết được đâu, đúng không? Cho nên là tuyệt đối không nên điền. Còn nếu như mà hoặc là có những cái trường hợp mà không điền không được thì mình lại vô trong
điền sai họ tên, điền sai mã số sinh viên, điền sai mail, điền sai số điện thoại tất cả luôn. Vậy đó. Đi quan hệ độc thân. Rồi có đó là có một cái số. Nhưng mà ngày xưa thì người ta đánh vô cái tâm lý của sinh viên á là đi làm thêm. Còn bây giờ thì nó thêm một cái vấn đề nữa, nó là cái việc mà học kỹ năng mềm. Thì bây giờ sinh viên mình chú trọng những cái vấn đề này hơn, đó là kỹ năng mềm, là có kỹ năng mềm tốt thì mình ra ngoài mình thấy có cơ hội để xin được việc làm hơn á. Thì người ta đánh vào cái tâm lý này, đa số là như vậy đó anh chịu. Rồi thì người ta sẽ hỏi là tôi có một cái khóa học kỹ năng mềm này, lớp này nó không bảo nó dạy miễn phí gì các kiểu gì đó. Thì đó chắc chắn là, chứ có thể khẳng định là 90% là bán hàng cao cấp đó. Nãy giờ là nội dung thông báo là có mấy nhiêu đó, thì mấy bạn còn thắc mắc gì nữa không? Nếu như không thì mình sẽ chuyển qua, nhân nghệ nha. Em có muốn mình trao dồi kỹ năng giao tiếp với mọi người không? Mình trao dồi như thế nào? Anh ngày xưa cũng ít nói với em rồi đó, nhưng mà sau này anh học một lớp kỹ năng mềm của bên anh này, rồi sau đó anh nói chuyện lưu loát hơn. Thì em có muốn tham gia không? Cái này mình không có tính học phí gì hết, mình chỉ chủ yếu là trao dồi cho kiến thức cho sinh viên của em sau khi ra trường thôi, để đi dễ tìm công việc. Vậy đó, rồi em có muốn tham gia với lớp của anh không? Dạ, nếu được thì em cũng muốn thử. Vậy em cho anh số điện thoại đi để mình liên lạc. 01234 01234 255 2 608.
Huy phải không? Dạ. Rồi vậy à, bạn anh tới rồi, có gì thì bữa nào anh điện em ra mình cà phê rồi nói chuyện tiếp nha. Dạ, rồi bye bye. Ê mọi người có coi điểm kết thúc học vòng hôn lưu tưởng Hồ Chí Minh chưa? Đậu nha chị Mè đó. Tôi bên cậu nè. Tôi không học bài đâu, tôi bên cậu. Ê sao buồn với Ngọc? Ta cứ xem chết rồi đó. Cậu đổ vô đi. Bây giờ cuối cùng qua một comment hả? Đương nhiên là qua rồi đó hả? Thì mình miễn hả? Để sao buồn mà. Ừ, anh mừng đi chứ hả? Nói gì chưa, chắc nó nghỉ hay gì rồi, chắc nhà nó có chuyện gì đó, không biết nữa nữa. Chuyện gì không đó? Học cái một mình thấy không có lưu, nó không lưu nữa. Ôi. Có ai gọi cho thầy? Có, gọi nhưng mà cũng không trả lời luôn. Con chỉ là lâu lâu mới từng vào nhà
thưa. Dạ, tối mà. Đúng tôi rồi đó. Tôi cũng chưa này. Mà đây cũng kiếm người. Đi học Sài Gòn gặp nhiều người vậy nghe bọn ế hả? Tại vì không có hợp với tôi. Không vậy hả? Thì ơi. Dạ thì cái thời mà đại học á thì không có thích thì nữa mà không có dám nói, cũng có lần định nói mà Trang lại xem vô cái bữa mà mình ra bãi cỏ ngồi đó, bữa đầu tiên học cô giáo luôn hả? Tôi tự hỏi thanh xuân có ai chưa từng rung động. Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi chắc rằng cảm xúc trong tôi giờ đây đang rất thật. Tôi đã sống, đã trải qua khoảng thời gian sinh viên như thế. Dẫu cho có những nỗi buồn, nhưng ngày sau đó là những bài học buộc tôi phải đứng lên và thay đổi. Chính khoảng thời gian đó dạy tôi không phải mãi là những đứa trẻ, và cuộc sống mỗi người luôn là một cuộc chiến thật sự khốc liệt. Hôm nay đột nhiên phải gặp thử thách này, ngày mai lại tiếp tục chiến đấu với những éo le khác. Khi đã không thể thay đổi hoàn cảnh thì sẽ chỉ còn cách chấp nhận. Bất kể có thất vọng hay bất mãn, rồi thời gian trôi qua, tất cả sẽ chỉ là những chuyện đã qua, sẽ bị năm tháng vào mòn. Tôi không muốn làm hạt cát vô danh cho cùng năm tháng. Tôi muốn sống và cháy hết mình cho khát vọng thanh xuân, để một ngày nhìn lại, tôi có thể tự hào vì những lựa chọn, những cống hiến của mình cho đời. Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi cũng sang ngày vui rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Lúc ta gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ, có lúc ta thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc đi về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngay chưa hững hờ, có lúc ta thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày sẽ nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc bên nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Xin chào các bạn, mình Tấn Anh, mình một vai phụ nhưng mà mình nói rất là nhiều. Lần đầu tiên là nói được vai đa cấp luôn á. Kệ bạn Mai chứ tôi đâu có quay bạn.
chẳng hờ. Đây đây là mới vừa quay xong sẽ hái sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói đây là hậu trường mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Bản nhạc này nãy giờ không ai không phổ biến bản nhạc như vậy. Tôi hát bản cái đường ven gốc chứ trời. Nó mới dạ kìa. Nó vừa mới dạ kìa em nghe bộ này. Hôm nay có một diễn viên chuyên nghiệp và một người mẫu nổi tiếng. Ông đa cấp mà mãi mê gần đi theo phù du chẳng lối thoát để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi ôi đời buồn tênh rồi hôm sang nay vui dinh đã nở hoa tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây tôi gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày khu rừng đã nở hoa tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây có lúc tôi gục ngã nhìn ngay trước hững hờ có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay cho hững hờ có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Đây hôm nay là những nhân vật ngày hôm nay Việt Nam. Hello Việt Nam.